Xin chào các bạn đã quay trở lại với ThinkView. CPU có thể nói là thành phần quan trọng nhất của một chiếc máy tính. CPU nhanh hơn, cho phép chúng ta làm những công việc liên quan đến office, chỉnh sửa hình ảnh, chơi game hay là lướt những trang web một cách nhanh hơn. Tuy nhiên, một CPU cao cấp hơn, mạnh hơn thì cũng đồng nghĩa với việc là thời lượng pin của chúng ta sẽ bị giảm sút đi rất nhiều. Khi tìm mua một chiếc máy tính xách tay, chúng ta sẽ nhận ra rằng tên của CPU sẽ được in nổi bật ở phần mô tả của sản phẩm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng chỉ thấy tên của CPU, không hề có bất kỳ một sự so sánh nào khác. Liệu một CPU Core M7 7i75 nó có mạnh hơn so với i5 7200U hay là không? Hay là bạn cần một CPU như thế nào là đủ? Rất may mắn là tìm hiểu vấn đề này cũng không quá khó. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết dành cho các bạn. Hầu hết các CPU của Intel mà các bạn thấy trên máy tính xách tay có giá trên 8 triệu đồng sẽ được gắn nhãn là Core i3, Core i5 hoặc là Core i7. Những con số này thì sẽ cho biết Core i3 là chậm nhất, i5 là giữa và i7 là nhanh nhất. Thông thường CPU i5 là quá đủ cho người dùng hàng ngày thông thường, những người không phải làm việc đồ họa chuyên sâu, kỹ thuật và rất phù hợp cho những game thủ. Vào tháng 8 năm 2017, Intel đã công bố nền tảng CPU mới nhất là thế hệ thứ 8 hoặc là Kaby Lake Refresh. Các CPU mới hứa hẹn sẽ tăng hiệu năng 40% so với bộ vi xử lý Kaby Lake thế hệ thứ 7. Intel cũng thay đổi cấu trúc bộ vi xử lý phổ biến nhất, dòng U từ lõi kép sang lõi tứ, cải thiện hiệu năng đa nhiệm lên rất nhiều. Tuy nhiên, Intel cũng chỉ công bố hai bộ vi xử lý mới là i5 và i7U. Laptop gaming, laptop máy chạm làm việc, laptop doanh nhân, laptop giá rẻ hay là laptop công suất cực thấp 2-1 thì cũng không được cung cấp bộ vi xử lý mới này cho tới tận năm 2018. Để nắm rõ hơn về vấn đề này thì các bạn có thể tham khảo video trước của mình tại đây. Nếu mà mình nói rõ hơn về vấn đề này thì video này sẽ dài hơn 10 phút. Còn bây giờ mình sẽ chỉ tập trung vào hai vấn đề quan trọng nhất trong bộ vi xử lý mới này, đó chính là TDP và VPro. TDP là lượng điện mà CPU sử dụng, thêm watt có nghĩa là hiệu năng tốt hơn, nhưng nhiệt độ cao hơn và tiêu thụ điện năng lớn hơn. VPro là tính năng quản lý từ xa được xây dựng cho các bộ phận công nghệ thông tin của công ty. Tính năng rất quan trọng đối với những doanh nghiệp hay là dự án. Hiện tại, hầu hết laptop dòng business đều được trang bị VPro, còn những mẫu laptop phổ thông khác thì không. Cứ mỗi 12 cho tới 18 tháng, Intel lại cho ra mắt một bộ vi xử lý thế hệ mới cho hiệu năng nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn một cách đáng kể so với người tiền nhiệm của nó. Nhưng có một vấn đề là không phải tất cả mọi dòng vi xử lý thế hệ mới đều được chuyển sang kiến trúc mới cùng một lúc. Trong khi Intel tung ra một loạt các dòng vi xử lý dòng U thế hệ thứ 8 thì lại không cho ra mắt vi xử lý thế hệ thứ 8 cho laptop gaming, laptop doanh nhân hay là laptop máy chạm làm việc cần tính năng VPro cho tới tận năm 2018. Ở một vài thế hệ, Intel đã thiết lập giảm kích thước bóng bán dẫn cho hiệu suất cao hơn ở cùng một mức TDP. Quy trình chế tạo này được đo bằng nanomet và thấp hơn luôn luôn là tốt hơn. Nếu các bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm máy tính xách tay điển hình với hiệu năng đủ dùng và thời lượng pin tốt thì dòng Intel U là sự lựa chọn dành cho các bạn. Đặc biệt, CPU Core i5 U Series như là Core i5 7200U hoặc là Core i5 8250U đã quá đủ cho hầu hết những người dùng hàng ngày và đồ họa 2D nhẹ nhàng. Nếu như nhu cầu của bạn cao hơn nữa nhưng vẫn phải đảm bảo được thời lượng pin thì hãy suy nghĩ tới i7 dòng U. Đây là dòng vi xử lý được mình đánh giá rất cao cho những coder hay là những lập trình viên. Còn không cũng hầu bao quá lớn thì i3 cũng là một sự lựa chọn không hề tệ. Hầu hết các dòng vi xử lý dòng U đều có TDP là 15W. Đây là một đặc điểm rất nổi bật giữa hiệu năng và thời lượng pin tốt. Nếu như các hãng tối ưu tốt hơn nữa thì hoàn toàn có thể đạt được thời lượng pin là trên 10 giờ. Còn nếu như các bạn là một game thủ cần tính di động hay là một dân kỹ thuật đồ họa thì mẫu laptop với bộ vi xử lý HQ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn. Vi xử lý HQ series có 4 lõi thay vì 2 như chúng ta thường thấy trên dòng U. Nhờ công nghệ Hyper-Threading, Core i7 thực sự có thể có 8 luồng vi xử lý đồng thời. Bộ vi xử lý HQ cũng có TDP là 45W. Có nghĩa là những mẫu laptop sử dụng dòng vi xử lý mới này sẽ có thời lượng pin không quá tốt. Thế nên nó cũng sẽ tỏa nhiều nhiệt hơn, cần một hệ thống thoát nhiệt lớn hơn. Thế nên những mẫu laptop sử dụng vi xử lý HQ thì cũng sẽ không được làm mỏng. Trừ một số mẫu laptop cao cấp như là Dell XPS hay là HP ZBook Studio thì nó được làm rất là mỏng nhưng lại khá nóng khi chạy những tác vụ nặng trong thời gian dài. Khi tìm mua một chiếc máy tính xách tay, các bạn nên thực sự cân nhắc khi tìm mua một bộ vi xử lý Core M. Dòng vi xử lý này có TDP rất thấp khoảng 5W, cho phép các nhà sản xuất sử dụng chúng trong những mẫu laptop không quạt, siêu mỏng và mang lại một thời lượng pin tốt. Cái giá phải trả cho những ưu điểm trên chính là hiệu năng trung bình, chỉ đủ cho những tác vụ văn phòng và giải trí nhẹ nhàng. Nhưng có một sự thật đáng buồn là hầu hết những mẫu laptop mà mình đã từng trải nghiệm đều có thời lượng pin không quá tốt như dòng U. Vì thiết kế quá mỏng nên nhà sản xuất không thể nhét vào một thời lượng pin dung lượng lớn. Và hơn hết, đó chính là những mẫu laptop sử dụng vi xử lý này hầu hết được trang bị màn hình rất khủng. Trong video ngày hôm nay, mình chỉ đề cập tới 3 bộ vi xử lý mới là U, HQ và M, chứ mình không hề đề cập tới Pentium, Celeron hay là Atom.
vì mình thực sự là không đánh giá quá cao ba bộ vi xử lý này lắm. Nếu như các bạn mua laptop về để học tập và làm việc thì nên cân nhắc vấn đề này, vì thực sự nó rất là yếu, chỉ phù hợp với những ai làm việc với nhu cầu văn bản hay là lướt web một cách nhẹ nhàng cơ bản. Qua đây thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ lựa chọn được những bộ vi xử lý phù hợp với bản thân mình nhất. Nếu những ai còn chưa hiểu thì có thể comment và đặt câu hỏi phía bên dưới để tất cả mọi người cùng trả lời và đóng góp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.